Xin chào tất cả bà con. Đây, giới thiệu với bà con tiếp con Keio quê Nhật nha. 2.3 lỗ 50 tháng chân. Hầu rồi nha, tận thuận luôn nha anh em. Thằng bếp thêm thiếu nha. Máy chưa biết sao nhưng mà đảm bảo anh em chạy em nha. Anh em nào làm nhanh. Đấy trong nè, đấy trong. Hơi chói nha anh em thông cảm nha. Đây ngoài nắng quá hơi chói. Rồi, khác cái trong tí đi. Khác cái trong đi nè. Rồi để cái đầu vô, Rồi xuống luôn. Lấy thước bao đi, lấy thước. Cây thuần. Rồi thích hợp cho anh em nào làm xe máy nha. Ok vô. Cháu 50